là mình sẽ chọn những cái trường nào nó uy tín một chút xíu hoặc là có camera để mình quan sát bé. Bây giờ em vừa phải chăm con và vừa phải đi làm nữa, em lu bu cả ngày luôn, thì chị Mận có cách nào giúp em để cân bằng cuộc sống và cân bằng công việc để mà nuôi dưỡng con của em không? Theo Mận thì cái biện pháp mà đầu tiên mà Mận nghĩ tới thường là mình sẽ nhờ gia đình. Ví dụ như là những ai mà thân thiết với mình, chị gái, em gái hay là ông bà ngoại, ba mẹ của mình đó, là ông bà ngoại của đứa trẻ thì mình nhờ. Còn nếu mà thật sự mà không có ai để mà chăm sóc đứa trẻ thì vẫn không biết là đứa bé đã bao nhiêu tháng tuổi rồi hay sao đó, hoặc là nếu mà bé đã đủ tháng rồi mình có thể cân nhắc tới việc mình gửi bé ở trường mầm non, và mình sẽ chọn những cái trường nào nó uy tín một chút xíu hoặc là có camera để mình quan sát bé. Tại vì Mẫn cũng không có nằm ở trong cái trường hợp của bạn, Mẫn cũng chưa có cái kinh nghiệm, do là cái công việc của Mẫn thì nó cũng khá là tự do về mặt thời gian á. Mẫn có thể ngồi ở nhà và làm nên mình cũng có thể quan sát con mình, nên Mẫn cũng không thể đưa ra một cái sự tư vấn hay một cái lời khuyên chính xác nhất trong trường hợp này. Thì Mẫn chỉ có thể nghĩ là được có nhiêu đó thôi.